Mô hình 3 kèm 1 của trung tâm Alex thì đã có thể giúp các em rất là nhiều khi mà họ cũng nắm bắt được tâm sinh lý của các em học sinh, đặc biệt là lứa tuổi teen, là lứa tuổi thay đổi tâm lý rất là nhiều. Và cái việc mà họ hiểu biết như vậy thì họ cũng có thể tìm ra những cái hướng học tập tốt nhất, đưa ra những bài tập thú vị, những bài tập mà các em có thể tìm thấy chính bản thân mình trong đó để các em có thể vận dụng và học hành tốt nhất. Với lứa tuổi teen là lứa tuổi mà các con có rất nhiều biến động về mặt tâm lý, và trong trường hợp đấy mà nếu như chúng ta cho các con học với một cái sự áp đặt ép buộc thì chắc chắn là các con sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tuy nhiên nếu như có những người chia sẻ, có những người đồng cảm cùng với các con và đưa ra những cái yêu cầu cũng như những bài tập phù hợp thì đối với các con việc học hành trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, và các con cũng cảm thấy là yên lòng khi có những người ở bên cạnh mình để hỗ trợ mình trong những lúc mình thất bại hoặc là những lúc mình chán nản, mệt mỏi. Thì đấy chính là những cái biện pháp hay nhất để chúng ta giúp đỡ tuổi teen trong học tập. Tôi phải nói rất rõ ràng rằng là cái việc học ngoại ngữ thì đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ năng nghe nói đọc viết chứ không và vận dụng những cái kỹ năng đó vào cuộc sống, chứ không phải đơn giản như tất cả các môn học khác là chỉ làm bài tập mà xong. Và chính vì vậy cho nên là những cái em học sinh mà chưa có tính tự giác thì thường sẽ gặp khó khăn trong vấn đề học tập, và các em có thể sẽ cảm thấy nản khi mà các em học một thời gian mà cảm thấy khó. Thì trong những trường hợp như vậy thì những người giám sát học tập hoặc là những gia sư sẽ trợ giúp các em và sẽ vận dụng các bài giảng rồi những cái bài tập dễ hiểu tâm lý, thì lúc đấy các em sẽ được học hành tốt hơn. Và những bài của chuyên gia sẽ giúp các em có cái hình dung rất rõ ràng về tiếng Anh cũng như cái cách ứng dụng tiếng Anh trong cuộc sống, thì lúc đấy các em sẽ học hành tốt hơn, đặc biệt với những em mà không có tính tự giác cao. Tôi nghĩ rằng đây là một phương pháp phù hợp. Tuy nhiên cái điều này cũng đòi hỏi kỹ năng của chính những người gia sư và những người giám sát học tập. Nếu họ có kỹ năng tốt thì họ sẽ giúp ích được cho các em rất là nhiều và rút ngắn được cái thời gian luyện thi IELTS của các em. Và đồng thời thì họ cũng có thể khơi gợi chính cái niềm yêu thích với ngôn ngữ và có thể giúp các em có thể đọc viết với ngôn ngữ tiếng Anh và cảm thấy thích thú khi mà mình có một trình độ tiếng Anh khá. Về chứng chỉ IELTS thì gần như đã được coi một chứng chỉ khá là thông dụng đối với các cơ quan cũng như với các trường học, và họ có thể là dựa trên những điểm số IELTS để đánh giá các em học sinh một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì tôi cũng nghĩ rằng là song song với việc rèn luyện IELTS thì các em cũng rèn luyện những kỹ năng này trong cuộc sống, bởi vì khi mà chúng ta bước chân vào trường đại học thì có thể bên cạnh những điểm số IELTS chúng ta còn cần một số các kỹ năng khác. Và nếu các em được rèn luyện tất cả những kỹ năng đó kèm theo chứng chỉ IELTS tốt thì lúc đấy các em có thể rất dễ dàng xin được vào một trường đại học mà ở nước ngoài cũng như ở trong nước.